Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 9 giờ tối, tức là 21 giờ của ngày thứ sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2024. Và trong clip này, như các bác có thể thấy là tiếp tục câu chuyện về Trần Hùng. Chúng ta phải xét đến cùng sự thật. Tại sao Hoàng Dôn hay theo đuổi cái này? Là bởi vì ba tôn chỉ của Hoàng Dôn, kênh Trang Trang TV, đó chính là sự thật, niềm tin và lan tỏa cái sự tử tế. Chúng ta phải đấu tranh đến cùng với sự thật, bởi vì nó chính là tôn chỉ, mục đích của Đảng. Và chỉ có cách giống như là Tổng Bí thư Văn Linh đã nói, nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật và đánh giá đúng sự thật, thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta đã giải quyết được vấn đề trong thời kỳ đổi mới, để và bước sang thời kỳ đổi mới. Còn bây giờ chúng ta đang có một cái vấn nạn khác, đó chính là vấn nạn có thể nói rằng là thôi chúng ta sẽ bàn sau nha. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ đăng ký kênh, like video. Bởi vì trong clip này thì tôi sẽ chia sẻ với các bác và chị Hoàng, thực tế là chị Hiền, vợ anh Trần Hùng chia sẻ với các bác một cái bằng chứng có thể nói rằng là chấn động. Và mong các bác thật là chú ý, lắng nghe. Đây là trên trang Facebook của chị Hoàng Thu Hiền. Và chị Hoàng Thu Hiền đã có một cái bằng chứng chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, đó là định vị. Và ở đây chúng ta có thể thấy rằng là định vị, và đây là của Thái Hải. Và chị đã tiết lộ một cái điều bí mật có thể nói như thế này mà khá nhiều người không biết. Tôi xin trích dẫn nguyên văn. Nguyên văn nha. Nội dung tố cáo: các cơ quan tố tụng đã giấu giếm có chủ đích hồ sơ chứng cứ vụ án nhằm bóp méo sự thật, vu oan cho người vô tội. Dưới đây là liệt kê định vị điện thoại của ông Trần Hùng do Mobifone cung cấp và so sánh với 10 lời khai thay đổi liên tục của Nguyễn Duy Hải về mốc thời gian đưa tiền tại văn phòng Tổng cục Quản lý Thị trường. Thì cho thấy không hề có bất kỳ một mốc giờ nào hai người này có thể gặp nhau. Vậy mà cơ quan điều tra kết luận Nguyễn Duy Hải gặp Trần Hùng để đưa tiền vào đầu giờ chiều, còn Viện Kiểm sát kết luận vào 13 giờ 10, 13 giờ 15, trong khi là không hề có bất kỳ một hồ sơ tài liệu nào làm căn cứ cho nhận định đó. Ngoài ra, dù kết luận của cơ quan điều tra đề cập tới tài liệu dữ liệu định vị điện thoại của hai thuê bao của Nguyễn Duy Hải và Trần Hùng do Mobifone cung cấp, nhưng trong hồ sơ vụ án không hề có tài liệu này theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm cương quyết không cung cấp, cũng cương quyết không cho mời đại diện của Mobifone đến dự phiên tòa để giải thích trình bày về các thông tin này, mặc dù luật sư liên tục đề nghị bằng nhiều văn bản và kiến nghị trực tiếp tại cả hai phiên tòa. Vì lời khai không đúng sự thật thì bịa kiểu gì nó cũng không khớp được. Câu trả lời nằm ở bản tài liệu định vị của Nguyễn Duy Hải mà cơ quan điều tra nhất định không đưa, mặc dù thừa nhận văn bản này đã được Mobifone gửi tới. Kiến nghị khẩn cấp đề nghị Mobifone cung cấp bản định vị của Nguyễn Duy Hải, mặc dù đã cấp nhưng bị cơ quan điều tra giấu đi và được Viện Kiểm sát, tòa án bảo kê bất chấp các quy định tố tụng về hồ sơ vụ án. Và ở đây thì chị Hiền đã đưa ra hai cái bản. Xin thưa với các bác, Nguyễn Duy Hải thì được Viện Kiểm sát tố cáo đưa cáo trạng rằng là đưa hối lộ cho Trần Hùng, nghĩa là Trần Hùng với cả Nguyễn Duy Hải gặp nhau tại văn phòng của Trần Hùng tại phố Đinh Tiên Hoàng vào lúc 10 giờ 13 giờ 10 đến 13 giờ 15 đó. Xin thưa với các bác thì chúng ta thử xem rằng là câu chuyện này có đúng hay không đó, tức là khoảng 13 giờ 10 cho đến 13 giờ 15 nha các bác. Đây, trong khi đó thì dữ liệu định vị của Trần Hùng, bản dữ liệu này khác với bản dữ liệu bên sơ thẩm, bởi vì rằng là nó còn cung cấp dữ liệu định vị theo cái data nữa, và có một câu chuyện thế này. Các bác có thể nhìn thấy đây. Đó, các bác có thể nhìn kỹ nhé. Đó, đây là bảng thống kê dữ liệu của Trần Hùng. Và chúng ta thường nhìn này. Đó, chúng ta thấy rất rõ. Vào lúc mà 11 giờ 32 phút khoảng giờ thì có cuộc gọi đến theo định vị thì tại 75 Đinh Tiên Hoàng, tức là văn phòng của Trần Hùng, lưu tại Hà Nội đây, cũng gần sát đó, Và 11 giờ 34 thì lại lúc này đã quận Hoàn Kiếm Hà Nội. 11 giờ 44 phút tại 32 Nguyễn Thái Học. Đó. Và 12 giờ 30 phút thì theo dữ liệu của data, các bác nhìn thấy data đây, thì tại Trần Phú Ba Đình Hà Nội.
và 12 giờ 32 phút là tại 11 số 18 Hữu Ích Khiêm. Liên tục từ các bác thể thấy rằng là từ 12 giờ 32 phút từ chỗ này đấy, từ Nguyễn Thái Học đây 12 giờ 14:44 rồi Mel Dada là trên đường đi về, và 12 giờ 32 phút đây thì các bác thể thấy rằng là liên tục tại Hữu Ích Khiêm cho tới tận lúc mà chuẩn bị đi làm là 13 giờ 30 phút đó, 13 giờ 30 phút 16 giây thì tại ông Ích Khiêm. Thì tại sao lại là ông Ích Khiêm? Thì xin thưa với các bác thế này, đó chính là cái chỗ này rất gần với nhà Trần Hùng đó. Các bác thể thấy rằng là nhà Trần Hùng thì từ cái chỗ nhà Trần Hùng đây thì đến Ông Ích Khiêm nó chỉ có chưa đầy là 200 m. Như vậy thì các bác có thể thấy rằng là bên phía dữ liệu này cộng với cả là dữ liệu quy kết của bên phía chứng minh của bên phía của Nguyễn Duy Hải, tức là 12 giờ 30 phút thì đây là nhà riêng, lúc này là không có giá trị vì không gặp. Sau đó là 12 giờ 4 phút định vị thì cũng không có giá trị, và không rõ giờ đưa tiền vân vân như thế này thì không có cái vụ tội. Và 13 giờ 26 phút thì lúc này Hùng đang ở quận Ba Đình rồi, Trần Hùng quận Ba Đình rồi. Và các bác có thể thấy từ 13 giờ 30 ngủ được kém thì xin thưa các bác là như vậy. Vậy thì tòa án hoàn toàn có thể yêu cầu Mobifone đưa ra cái bảng định vị của tay Nguyễn Duy Hải theo dữ liệu điện thoại và data. Tất cả thứ này đều được lưu một cách hoàn toàn khách quan. Và với cái sai số khoảng tầm 200 m, ý cho là 300 m đi, thì hai người này không thể gặp nhau được. Không thể gặp nhau được. Định vị nó có sai số, cứ cho là mình sai số lớn khoảng 300 m đi, 300-400 m đi, thì cũng không thể gặp nhau được để mà đưa hối lộ. Như vậy có thể chứng minh rõ ràng là Nguyễn Duy Hải đã bịa chuyện. Đúng không? Tôi đang không hiểu tại sao hội đồng xét xử lại có thể rằng là hoàn toàn trong cái quyền hạn trách nhiệm của mình, nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm của mình thì phải xét đến cùng cái sự thật theo cái điều 15 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Như vậy thì rõ ràng hội đồng xét xử cũng giống như là những người tham gia tố tụng, bao gồm cả viện kiểm sát nữa, họ nhất định họ không đưa ra cái bản định vị, ngay cả phiên sơ thẩm mặc dù kết luận là theo dữ liệu điện tử nhưng cũng không đưa ra là định vị của Hải đang ở đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể hoài nghi rằng bản thân những người tham gia công tác tố tụng, bao gồm là bên điều tra, bên viện kiểm sát, họ biết rất rõ là cái khoảng thời gian này Trần Hùng với Hải không thể gặp nhau, cho nên họ không đưa ra cho. Đó là những hoài nghi hợp lý của bên phía người dân. Và rõ ràng người dân chúng ta không thể nào mà chúng ta có được cái dữ liệu, chỉ có cơ quan chức năng họ mới có quyền yêu cầu, đúng không? Chúng ta chỉ có thể là đưa dữ liệu của chúng ta thôi, còn dữ liệu tay Hải để làm sao chúng ta có quyền để mà truy xuất được. Nhưng mà hội đồng xét xử thì có quyền, viện kiểm sát có quyền, cơ quan điều tra có quyền, và đáng nhẽ theo cái điều đó, điều 15 của Bộ luật Tố tụng Hình sự là tìm xét tới cùng của sự thật, thì tìm ra chân tướng của sự việc, thì họ bằng cái tính công minh khách quan của mình, tìm cả bằng chứng kết tội lẫn vô tội, thì họ phải đưa ra cái chỗ này để mà cho chúng ta tâm phục khẩu phục, rằng là rõ ràng Trần Hùng ngày đấy, giờ đấy là đang ngồi ở đó nhận hối lộ. Đó. Thế nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy rằng là sự thật nó khác hẳn. Nó khác hẳn. Và đây là một cái điều chúng ta cảm thấy rằng là họ đang có một cái gì đó họ che giấu. Và thật sự báo cáo với các bác rằng là đây là một cái bằng chứng, nó có thể nói rằng là đanh thép. Người ta chỉ cần công khai, minh bạch là lập tức là có được cái sự, là có được nhân tâm của mọi người để chứng minh được cái sự khách quan của họ. Thế nhưng mà tại sao họ lại không làm? Đấy là cái điều chúng ta thấy rất kỳ lạ. Tại sao một cái lời khai của một phạm nhân cùng phòng với cả Hải mà lại không mang ra để mà đối chứng? Tại sao họ hoàn toàn có thể yêu cầu đại diện Mobifone đến và trích xuất những cái dữ liệu của tay Hải, đối chiếu hai bên lại với nhau qua cái việc này? Thì tại sao lại không làm? Đúng không? Chúng ta sẽ có rất nhiều câu hỏi tại sao. Để từ đó rằng là chân tướng sự thật thế nào? Nhìn qua cái sự việc này để chúng ta thấy rằng là nhìn qua này là dữ liệu, nếu mà tính ra như cái phiên sơ thẩm thì chỉ tính qua cái cuộc gọi đến hoặc tin nhắn đến thôi. Nhưng mà nếu tính theo cả data nữa thì xin thưa với các bác rằng là chúng ta hoàn toàn có thể thấy là trong suốt một khoảng thời gian rất dài như vậy
thì Trần Hùng đều ở nhà đúng như là ấy. Hoặc chúng ta vẽ một cái vòng cung như thế để chúng ta thấy rằng là trong bán kính 200 mét thì Trần Hùng không đi đâu ra ngoài chỗ này, một cái vòng tròn kính. Vậy mà chúng ta tự hỏi cái độ công tâm ở đâu, và rõ ràng đây là câu hỏi lớn. Và tại sao Trần Hùng phát biểu trước 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 mọi người như thế nào, tôi sẽ để cái phần phát biểu ở ngay sau clip này. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành. Chính là giả đặc biệt nhất, tức là những con người giả như thế là làm tổn thất cho người ta. Thì thưa hội đồng xét xử, vụ án này đối với tôi trong đến chính đến ngày hôm nay 856 ngày đêm vô cùng khổ cực, nằm trong hơn gần 2 năm nằm trong trại giam tạm giam đồng này, nằm trong xa lý khoảng mét thôi, ngồi không nhìn về gì, vô cùng cực khổ. Nhưng tôi luôn luôn có niềm tin, tôi không sợ, tôi không sợ, tôi rất tự tin. Còn cái viện kiểm sát nó nói rằng tội danh của tôi xử mức 7 đến 15 năm thì không cần đến luật sư, viện kiểm sát nói sai rồi. Khởi tố tôi và tôi lợi dụng chức vụ quyền hạn để giúp Cao Minh Thuận không bị khởi tố hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra C03, trưởng phòng đã thành và các cộng đơn vào. Tôi đề nghị có luật sư thì họ dứt khoát không từ chối nghĩ cách để kéo dài ra và họ cản trở với công an. Thưa hội đồng xét xử, tôi được học và đào tạo tại môi trường có thể nói là danh giá nhất ngành công an. Tôi vô cùng biết ơn các thầy cô giáo đã giáo dân giảng dạy, đã dạy dỗ tôi trở thành người chiến sĩ đại biên, chỉ biết tổ quốc đảng và nhân dân. Tôi luôn luôn làm bất cứ một điều gì để giữ danh dự và uy tín cho nhà trường, cho ngành. Tôi chưa bao giờ làm cái gì trái pháp luật. Và tôi chính về quản lý thị trường hơn 10 năm nay, chúng hàng giả tôi đã tuyên bố trong các cuộc họp chúng ta ấy rằng phải phải có trách nhiệm. Và tôi đi đâu cũng chỉ có báo chí đi cùng đồng hành trong các vụ việc của tôi để mục đích dân biết, dân bản, dân làm, dân kiểm tra để nhân dân tin yêu cho rằng là ý trưởng. Và cuối cùng tôi sẵn sàng nhận hình phạt cao nhất của tôi, nhận hối lộ nếu như tôi nhận hối lộ. Tôi khẳng định tôi vô tội, tôi không có tội. Và có thể sự hy sinh của cá nhân tôi trong 800 năm trong tù, tôi nghĩ rằng tôi cũng đóng góp được một phần thông qua các phương tiện truyền thông để nhân dân cả nước biết sự hy sinh của tôi, cũng góp phần để làm cho sáng tỏ và để cho mọi người biết sự minh bạch của tư pháp. Và tôi mong muốn, tôi đề nghị hội đồng xét xử hãy công tâm, khách quan, minh bạch, thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Và tôi luôn tin tưởng vào thượng tôn pháp luật, tôi tin tưởng vào đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nước, tôi niềm tin và không bao giờ tôi mất niềm tin. Và thưa quý đoàn, tôi sẽ theo đuổi vụ án này để tôi bảo vệ danh dự của tôi. Và tôi cũng muốn kể cho nhân dân cả nước biết về việc thượng tôn pháp luật như thế nào qua việc xét xử vụ án đối với tôi. Và tôi xin cái đó có phải là phong cách không? Học Bác Hồ thì học luôn đi chứ, cơ chế gì, tốn tiền tốn của gì. Thứ nhất là quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư đến trí tuệ. Rồi nói thẳng với nhau đi, các đồng chí nghe cả luôn, lần tránh làm gì. Nó là cái gì? Nghe mà vô cảm, nghe mà không giật mình. Tại sao trong này người ta lại nói rằng là vô cảm trước những cái dân dư luận, những cái đau khổ của dân? Nói đến cái mức là thôi, người ta bây giờ tê liệt cái dây thần kinh xấu hổ rồi.
Toàn ngôn ngữ đời thường người ta nói đầy ở ngoài đường. Thế mình có suy nghĩ được, mình là những người cộng sản, học tập làm gương tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phong cách thì quan liêu, quan giản. Rất nhiều lần tôi đi cơ sở tôi vẫn nói với anh em cán bộ xã, ra thăm đồng, dân thì trồng nông đang cấy ở bên dưới, mặc con lê đi giày có người che ô chứ. Cái Bác Hồ làm thế mà cứ hô khẩu hiệu là học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Một cái việc là bảo phải đổi mới phong cách đi, xuống gần với dân đi, cứ nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về thăm làm việc. Dân phải biết nghe dân, người ta không phải nói cái chuyện nó tốn kém. Ở cái phong cách, đồng chí tỉnh xuống huyện cũng thế, hôm nào tôi phải nói một vài đồng chí nhiệt liệt chào mừng đồng chí về để chúc Tết anh em. Có phải không ạ? Cái đó có phải là phong cách không? Học Bác Hồ thì học luôn đi chứ, cơ chế gì, tốn tiền tốn của gì. Mà hiện nay ở dưới tỉnh một số nơi vẫn còn. Cách làm thứ nhất, không chờ phải mở hội nghị, không chờ cơ chế chính sách, ra chờ hướng dẫn gì. Từng đồng chí bây giờ xem lại mình luôn đi. Đấy cách làm thứ nhất. Chờ gì nữa, cứ mang nhau ra kiểm điểm mới hay. Nếu qua hội nghị này rồi mai kia các đồng chí quán triệt với dưới tất cả đồng tình, từng đồng chí tự kiểm điểm mình luôn. Ở đấy trên những điểm này mình thường sai mình sao, đơn vị mình sao, gia đình mình sao, con cái mình sao, điều chỉnh được ngay thôi, thế là tốt nhất. Kêu gọi lòng tự giác. Còn chờ để đến khi đưa ra rồi để xử lý kỷ luật, thưa các đồng chí, đấy là hạ sách. Chờ phải pháp luật xử lý là hạ sách. Pháp luật là tối thượng, nhưng mà nhân văn mới là quan trọng. Pháp trị nhưng phải có đức trị, để đỡ Á Đông ra thế. Thế Bác Hồ ngày xưa thì có bao nhiêu luật, mà một tấm gương của Bác thôi, một động tác, một việc làm của Bác thôi, nó có sức mạnh biết bao nhiêu, nó thiêng liêng biết bao nhiêu, có chiều sâu xa biết bao nhiêu, mà người ta vô cùng kính trọng, bền vững. Luật pháp có khi còn đẻ số ra, mai kia còn hậu cái luật pháp còn thù oán nhau còn mãi. Nói là pháp lý nhưng mà phải đạo lý. Cái này luật pháp không cấm tôi được làm, như có cái pháp luật không cấm nhưng mà đạo đức không cho phép làm, đạo lý dân tộc không cho phép làm, thì cái nào thiêng liêng hơn, cái nào sâu xa bền vững hơn, cái nào niềm tin vững chắc hơn. Cho nên tôi vẫn cứ nói đi nói lại, chẳng chờ phải gì cả, ngay bây giờ chúng ta tự điều chỉnh lại mình. Có chạy trọt gì không, và cáp yếu xén với gặp ý gì, có tư túi lợi ích nhóm không, có cục bộ không, có trung thành với đảng, có thật lòng trong sáng không.